trong để giới thiệu ra mắt Spark Concert So Hyang live in Việt Nam. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay rất là vui khi mà buổi sáng sớm như này mà bắt các chị đến đây rất là đông đủ và cực kỳ là cảm kích luôn, mà mọi người đến đây cũng rất là đông và I'm sorry, và rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian để chú ý, dành cái sự chú ý cho cái sự kiện đặc biệt này. Xin giới thiệu với quý vị, đây là nhân vật còn chúng ta đang chờ đợi, đó là diva number one của Hàn Quốc, Kim So Hyang. Xin một chào có tay đồng nghiệp ạ. Chắc là chào sau thì So Hyang sẽ có vài lời nói lúc đầu nhé. Okay, you want something to say with the reporters? It's really nice to meet you. This is the second time I want to meet. And I really excited to have a Sparkle concert in here for Vietnam people and Korean people. And thank you for, like, you know, making this. And I'm looking forward to, like, have a concert, the concert day. And please come and have fun and enjoy it and together. Wow! Thank you. Thank you, Sonia. Tôi không phải là người tổ chức cái show này. I'm not the holder, you know. This one is the holder. It's YJB from Korea. Và rất là cảm ơn nhà tài trợ kim cương của chương trình, quý vị, của Thu Hoài, của Khánh Hà. Cảm ơn rất là nhiều. Thank you you guys. Yeah. Okay. Chúng ta cùng ngồi lại tí với nhau nha. Như chúng ta đã biết, nếu như ai đó là những người mà bộ điều âm nhạc thì cũng biết là So Hyang là một trong những diva hàng đầu, không những của chỉ là Hàn Quốc mà là của thế giới, là bởi vì cái giọng hát của cô á là một trong những giọng hát mà rất nhiều người ưu ái gọi là quốc bảo của Hàn Quốc. Là bởi vì sao? Đây là một cái bản giọng thiên phú trời cho. Nếu như không muốn nói, đó là một trong những cái dòng nữ nằm ở trong cái hàng top của thế giới về cái bản giọng. Cô có thể lên được những cao kinh ngạc, giống như là khi mà mình nghe người ta hát đơn giản chỉ là hát hay thôi, một cái cô này hát là mình phải ngồi kinh ngạc há hốc mồm ra, là bởi vì cái kỹ thuật và cái tình cảm. Thường thì người ta có hai trường phái, một là trường phái kỹ thuật, là người ta sẽ lên đến thượng thừa của kỹ thuật, và hai là cái trường phái tình cảm. Thì cô này là cái người may mắn sở hữu được cả hai, là vừa kết hợp được cả kỹ thuật thượng thừa và với cái tình cảm của mình vào trong bài hát. Và cô là một trong những cái pop singer mà cô hát được rất là nhiều thể loại, cả gospel, thính phòng, pop, jazz, hip hop, R&B và tất cả mọi thứ trên đời này với tình cảm và một kỹ thuật thượng thừa. Và đó như một cái buổi giao lưu để cho khán giả Việt Nam, mà đặc biệt đó là những cái ai mà yêu thích nghệ thuật âm nhạc đỉnh cao sẽ có thể đến đó để có thể chiêm ngưỡng, thỏa thích, được trải lòng, được nghe nó đã cái lưu của mình. Và ngay bây giờ mời quý vị một lần nữa xem lại trailer của chương trình. Vì không bổ được là do đang ghi hình nữa. Ok, thưa quý vị, okay, thank you. Chúng ta vừa xem qua cái trailer là mình thấy đây là một trong những chương trình mà hàng khủng của năm. Đây là rất là hiếm hoi có một cái cơ hội nào mà những mình dùng gọi là những quái vật đấu với lại quái vật. Thật sự ra mình dùng từ đấu nghe nó vui vui vậy thôi, nhưng mà thật sự đây là một cái nơi để giao lưu văn hóa, để mà những người thực sự họ đạt đến những cái trình độ cao trong âm nhạc, họ đạt đến những cái thẩm mỹ nhất định nào đó trong âm nhạc, họ đến họ chia sẻ kinh nghiệm của mình. Và đặc biệt tất cả mọi người đều cùng làm chung một chuyện, đó là làm cho khán giả vui lòng được thưởng thức những buổi âm nhạc nghệ thuật thực sự có giá trị. Và thưa quý vị, như tôi đã có thể chia sẻ với quý vị biết là So Hyang là cái người từ trước đến giờ là cô không phải là một ca sĩ mình luôn luôn hướng đến thị trường. Cô hát cho, thường đó là cô hát cho các nhà thờ, tại vì cô là cái người cũng rất là có tín ngưỡng cao, nên cô hát cho nhà thờ, cô chỉ hát những gì cô yêu thích mà thôi. Và thường như quý vị biết, So Hyang thì cô là một người rất là nghị lực trong cuộc sống, cô vươn lên trong cuộc sống rất là nhiều. Và những cái bài hát cô hát thường á, cô cũng có may mắn là tôi với cô cũng có làm bạn, cũng có chia sẻ với nhau, thì cô nói là cô không thích hát mấy cái nhạc nào mà nó quá đau khổ, bi thương, nó buồn bã, nó mang đến cái nỗi buồn cho người khác. Cô muốn hát cái gì mà nó tươi sáng, nó mang đến cái ý nghĩa cho đời, cho nó đẹp hơn cuộc sống. Và rõ ràng nếu quý vị ai mà yêu thích dòng của So Hyang, mình cũng có thể thấy được rằng là cổ toàn là hát những cái bài nào mà nó mang cái hơi hướng tích cực cho thế giới, cho nhân loại, cho loài người, cho niềm vui, joy, peace and happiness. Và quan trọng là ngày hôm nay thì không biết là không hiểu lý do vì sao mà cô lại yêu thương Việt Nam để chọn Việt Nam là cái nơi mà cô tổ chức live show, là bởi vì dạo gần đây là như quý vị biết là cô không có phải là cái ca sĩ thị trường, cô không có đi nhiều đâu, cô không thích đi nhiều, và cô rất là nghệ sĩ, khi nào cô thích thì cô hát. Và không biết tại sao là cô lại yêu thương Việt Nam để chọn Sài Gòn là cái nơi tổ chức live show lần này. Chắc một lần phần cũng là do cô mến vợ tôi nghĩ vậy. Và ngay bây giờ thì chắc là sẽ nhờ quý vị các anh chị sẽ có vài câu hỏi với lại So Hyang. Và trước tiên mình hỏi So Hyang, mình phải hỏi Thu Hoài, là bây giờ hỏi thật Hoài nè, là tại sao là bao nhiêu chương trình Hoài đã từng tài trợ rồi, mà thường là những chương trình cũng là những chương trình lớn, thì lần này So Hyang, Hoài có biết đến cô ấy trước hay không, hay là một cái cơ duyên gì mà Hoài lại đồng ý tài trợ cho cái chương trình như thế này? Hoài chào đến mọi người. Thì Hoài biết So Hyang là cái chuyện tình cờ, là con trai của Hoài bé Tiên á, Tiên rất là mê nhạc, và tất cả những người ca sĩ mà đi vào của thế giới Hoài biết đến là do Tiên cả. Tại vì Tiên ở nhà là Tiên cứ hay mở, mà nó mở một người nào đó là nó mở suốt với bề ạ. Nó mở từ nó đi làm thôi, nó về nhà là nó cứ mở cái người đó hát tới hát luôn. Và mình thấy cái cô này sau mà nó mở ai mà hát quá hát, và mình xem thì nó giới thiệu về cô So Hyang này là cái cô như thế nào, hát ra sao, rồi mở một vài người đi vào của Hàn Quốc để so sánh nữa. Thế là cả nhà cứ xem và biết đến cô So Hyang này. Và tình cờ thì Hoài biết đến một lần cô đã về đây hát với lại Thu Minh. Và lần này thì biết là Trấn Thành cũng có báo với Hoài là cô sẽ về hát và cần sự ủng hộ của vài nhà tài trợ. Tại vì cô cũng không có quảng cáo nhiều, cũng không có làm những cái rầm rộ giống như là những người trước mình mời. Thì thật sự là một người với cương vị làm nhà tài trợ thì việc đầu tiên thì ai cũng nghĩ đến vấn đề là mình phải theo lại cái lợi nhuận nó là cái gì khi mà mình đầu tư như vậy. Nhưng đối với show của So Hyang thì thứ nhất là vì tôi yêu quý bạn của tôi là Trấn Thành là việc đầu tiên, và Trấn Thành lại rất là mê cô So Hyang, và thế là tôi phải mê theo. Cái đó là cái nguyên nhân chính của cái việc tôi đầu tư kỳ này. Và tôi cũng đã làm việc rất là nhiều với những đối tác Hàn Quốc, họ vô cùng khó quý vị ạ. Khó không phải là họ chảnh mà họ quá nguyên tắc. Và tôi cũng đã từng bể xô một xíu khi mà tôi mời được cái anh Hàn Quốc chuyến vừa rồi về 14 năm của Cơ Hiện, là họ khó tới nỗi mà chỉ chệt một tí xíu thôi là họ không diễn liền. Nhưng mà tôi thấy là có thể là So Hyang rất quý Trấn Thành và vợ Trấn Thành, cho nên mọi việc quý vị thấy rất là sơ sài, rất là đơn sơ, cổ điều rất là sao cũng hài lòng cả. Thì tôi hy vọng rằng là để mời được một diva đã rất là khó, mà lần này mời được quá trời đi vào trong show này, mà toàn là mỗi người ở mỗi nước, và nhất là cuối năm thì công việc của họ không dễ để dành thời gian cho chúng ta. Cho nên để làm được một cái show như thế này để quý vị thưởng thức á, thì Hoài cũng mong rằng là nước nhà mình nói to lớn như vậy, tất cả khán giả Việt Nam mình hãy thể hiện cái sự là mình yêu cái âm nhạc, yêu một cái âm nhạc đẳng cấp. Tôi hy vọng sau cái buổi họp báo này quý vị có thể dành những lời đẹp hơn hoặc có thể đăng những cái tin tốt hơn để có thể cho show bán vé được thành công, để cho mọi người thấy được rằng là đi và họ được đón tiếp ở Việt Nam rất là rực rỡ. Cảm ơn. Cảm ơn Thu Hoài với những lời chia sẻ rất là chân thành. Thật sự ra thì thưa quý vị, chị Hoài chỉ nói rất là tình cảm và tôi nghe tôi cũng rất là xúc động. Quý vị biết là dạo gần đây như chúng ta đã thấy là mình không có show nào mà gọi là bán vé mà gọi là chính thống để đưa ra thị trường những chất lượng sản phẩm âm nhạc tốt nữa nhiều. Người ta dần xem truyền hình rồi YouTube hết rồi, người ta rất là ít khi đến rạp để mà được thưởng thức âm nhạc, mà đặc biệt là những loại âm nhạc mà nó kén người nghe, nó hơi, mình dùng từ là phải có gu thưởng thức, người ta nghe người ta mới mê nó, chứ không phải là nhạc thị trường. Nhạc thị trường thì mình nghe mình nhún nhảy, mình có nhịp điệu biết, mình feel, mình enjoy, nhưng đây là những loại âm nhạc mà cần có một cái độ thưởng thức nhất định thì quý vị mới thích được. Thì thưa quý vị rằng là với một cái show diễn như thế này, như chị Hoài nói, lần đầu tiên mình thấy quý vị mua một cái vé mà chúng ta lời được 3 nước Việt Nam, Hàn Quốc và Mỹ về hát quý vị nghe nữa. Khánh Hà, Tuấn Ngọc là hai danh ca lược danh cũng mời từ bên Mỹ về rồi, chị Hà Trần cũng ở Mỹ phải manage thời gian để về Việt Nam diễn, rồi tôi với lại Hà Hồ thì ở Việt Nam, So Hyang với Harry Won ở Hàn Quốc. Và quý vị lời bao nhiêu một cái vé mình lời được tới 3 nước rồi này, đúng không? Giống như là festival international đó. Thành thử là đó là cái điều đầu tiên mà tôi muốn nói là rất là hiếm hoi có những cái show mà nó giá trị như thế này, là khi những cái người mà họ thật sự có một cái sức nặng, một cái vị trí trong nền nghệ thuật mà không chỉ là khán giả yêu thích mà là những ca sĩ yêu thích họ, họ là idol của những idol. Cả Tuấn Ngọc, chị Khánh Hà hay là Trần Thu Hà đều là như vậy, và cả chị So Hyang đều là những idol của những ca sĩ. Và tôi xin báo với quý vị biết là tôi cũng không phải là cái người tổ chức, mà hơn nữa cái showbiz đã đặt vé tôi đi xem So Hyang diễn, mà Minh Di, Võ Hà Trâm, rồi Trung Quân Idol, rồi Hoàng Tôn, rất nhiều người trong showbiz đã đặt vé đi xem cô So Hyang diễn tối đó. Và quý vị đến đó là quý vị sẽ thấy cả nửa cái showbiz ở trong đó. Tại vì sao? Họ mến tài và họ thật sự họ muốn đến xem để họ chiêm ngưỡng, để họ học hỏi. Và tôi tin chắc như quý vị ai là đến như là fan của chúng ta rất háo hức để chờ cái sự kiện này. Nên bây giờ thì hy vọng rằng là một cái sự kiện này nó không phải là sự kiện mang tính giải trí popular thông thường, thì hy vọng là quý vị cũng sẽ hỗ trợ chúng tôi làm sao để cho đến được cái thông tin nó đến được với tay của những người mà thật sự họ yêu âm nhạc rất là nhiều, để họ có thể đến đó họ xem, họ thưởng thức, và chúng ta có một cái buổi giao lưu thật là tuyệt vời để nó đúng với cái tầm giá trị của nó. Bây giờ chắc là sẽ dành thời gian cho các chị hỏi, đặt câu hỏi dành cho Sơn ha, rồi thôi sẽ trả lời. Ok, mời bạn. Em có thể đưa cái micro cho bạn được. Hello. Đầu tiên chắc là em xin muốn hỏi với ban tổ chức trước là em có thấy trong đây là nó là phát số đầu tiên sẽ mời chị So Hyang về đây hát, thì không biết là chương trình này chúng ta sẽ tổ chức về dài hạn hay như thế nào, và chúng ta đã có kế hoạch hay chưa chị Hoàng? Cái thứ hai chắc là em có 2 câu hỏi dành cho chị So Hyang. Cái thứ nhất đó chính là chị được mệnh danh là quốc bảo của âm nhạc Hàn Quốc, thì cái điều đó nói chung là đối với một người nghệ sĩ nào đó khi được thừa nhận như vậy thì rất là vui rồi, nhưng mà nó có trở thành một cái áp lực nào đó đặc biệt khi là chị bước ra nước ngoài, và đặc biệt trong lần đến với Việt Nam này hay không? Tại vì dù sao cũng phải cố gắng để bảo vệ được hình ảnh quốc bảo đó, thì bước lên sân khấu rất nhiều cũng có áp lực. Cái thứ ba em muốn hỏi đó chính là hồi nãy anh Thành có nói là một người nghệ sĩ á, thì chị cân bằng được yếu tố là về kỹ thuật thanh nhạc và về tình cảm, nhưng mà thường trong đại chúng người ta có một cái định vị về diva đó chính là những người luôn giỏi về kỹ thuật, thì đối với riêng chị thì trong cái cán cân giữa tình cảm và kỹ thuật thì kỹ thuật nó có nặng hơn tình cảm hay không? Em cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi của bạn. 네, 첫 번째 문화 친구는 그 한국에서 디바이라고 한국의 최고 가수이라고 하는데 혹시는 외국에 진출하는데 못한 거는 첫 번째 질문이고, 두 번째 질문은 그 아까 전환이 소랑이가 기술과 감정은 제일 높은 사람이라고 하셨어요. 근데 소형 쪽에서 혹시는 기술이나 감정은 어느 글쎄요, 외국에 진출하겠다는 생각은 되게 많이 했었는데요. 글쎄요, 제가 어떤 더 유명해지고 많은 사람들한테 알려지고 하는 부분들보다도 좀 더 좋은 목적을 가지고 좋은 어떤 사람들한테 위로를 하고 또 희망을 주고 힘을 주고 하는 데 있어서 저의 어떤 행복한 부분이 먼저라는 생각이 들더라고요. 그래서 좀 편안하게 이 생활을 하고 싶어서 외국에 가면 더 많이 바빠지고 더 많이 유명해지는 기회가 많이 있겠지만 일단은 제 삶이 자유롭게 가면서 하는 게 더 많은 사람들한테 치유가 되고 위로가 되지 않을까라는 생각이 들어서 사실은 포기한 건 아니고 정말 이렇게 순리대로 물을 흐르는 듯이 자연스럽게 가는 게 더 좋겠다는 생각이 들었고요. 그리고 두 번째는 예전에는 테크닉적인 부분을 더 많이 중점을 둔 건 사실이에요. 근데 시간이 지나면 지날수록 내가 말을 그런 메시지를 말해주는 것이 가수로서 할 수 있는 최고의 일이라는 생각이 들더라고요. 그래서 저는 테크닉보다는 이모션에 더 중점을 두는 편입니다. Chị So Hyang có trả lời câu hỏi đầu tiên á, là đối với chị So Hyang thì thật ra là ai cũng là người ca sĩ đều muốn mình trở nên nổi tiếng hơn, đều muốn mình bước ra nước ngoài được mọi người yêu thích hơn. Nhưng mà thật ra đối với chị So Hyang thì cuộc sống của chị rất là đơn giản. Chị muốn những người xung quanh của chị vui vẻ, hạnh phúc nhất. Chị thông qua những cái bài hát đó chị mang tới cho mọi người những cái niềm vui trước. Thì chị hưởng thụ, chị vui thích với cái cuộc sống mà chị cảm thấy là mọi người xung quanh đều hạnh phúc trước đã. Thì chị mới có ý định là tiến ra ngoài thế giới là để mọi người biết nhiều hơn về chị. Thì, còn câu hỏi thứ hai á, là chị có trả lời là thật ra thì với cái mức mà xã hội ngày càng phát triển như bây giờ thì hồi nãy Trấn Thành có nói là chị lúc đầu thì ca sĩ nào cũng nghiêng về cái kỹ thuật, nhưng mà đối với chị á, thì chị muốn đem những bài hát của chị, tại vì bây giờ mọi người đều phát triển thì nó nhiều cái buồn hơn, nhiều cái nỗi đau hơn và lo lắng hơn, nên chị muốn dùng những cái bài hát đó để cổ vũ mọi người, để an ủi tinh thần của mọi người thông qua những bài hát của chị. Và đó là cái mong muốn và cái ý nghĩa là chị mong muốn là quan trọng nhất đối với chị So Hyang ạ. Có một lần thì Cổ cũng nói chuyện tôi như thế này quý vị ạ. Nếu mà quý vị là ai mà đã từng biết về Cổ và có theo dõi Cổ thì mình thấy là có hai cái cuộc thi mà thế giới biết đến Cổ nhiều nhất. Đó là cuộc thi I am a singer của Hàn Quốc và cuộc thi The Immortal Song. Thì trong hai cái cuộc thi đó đó thì cái cuộc thi đầu tiên Cổ cũng nói là trời cho mà giọng mình trâu bò, mình hát cho nó đã cái ư mình thôi, đúng không quý vị? Hát khè chị ba nã súng khè các em đấy. Thì khi mà Cổ hát như vậy thì Cổ về nhà Cổ đọc được một số những cái comment người ta nói rằng là thế tại sao cô chỉ có hát cao thôi à, ví dụ vậy là người kia hát tình cảm hơn, cô này Cổ chỉ hát cao thôi. Xong Cổ về Cổ cũng nghe, Cổ cũng thấy rồi thực sự là mình có hát tình cảm mà, nhưng mà có lẽ là người ta không ghi nhận nhiều, như là hay là có lẽ là mình nghiêng về cái phần mình hát kỹ thuật nhiều quá. Thế là quý vị thấy là Cổ hoàn toàn Cổ thay đổi trong cái The Immortal Song. Cổ bắt đầu Cổ đặt để tình cảm nhiều hơn và không phải lúc nào cũng lên những cái quảng cáo, để dành những cái quảng cáo nó lên có rất là giá trị ở cái phần cuối bài. Cổ balance, Cổ tổng hợp lại tất cả, và sau cái The Immortal Song thì cả thế giới kinh ngạc về không những chỉ là cái cách Cổ hát, không những chỉ là tình cảm Cô đặt vào bài hát, mà còn bên cạnh đó là cái cách mà Cô arrange cái bài đó. Là ví dụ như quý vị về quý vị xem thử nhất, không bao giờ Cô hát một cái bài mà người ta đã hát mà nó giống ta. Quý vị có thể về quý vị search những cái bài mà kinh điển của thế giới, quý vị nghe nó hoàn toàn không liên quan đến cái bản gốc, và do một tay Cổ với ekip của Cổ bào chế, biên soạn, tái chế lại. Yeah, of course. Thưa quý vị, Hà Hồ đã đến, xin một cặp tay cho ca sĩ Hà Hồ, cũng là một khách mời của show diễn. Thưa quý vị, Come on, here. You can very sit here, come on. I'm really sorry about that. Wow. I have to get back from the airport. Oh, yeah. Okay. Thì đấy thưa quý vị là Hà Hồ đó. Dạ. Thì đó, đại khái là quý vị về quý vị search thì cái bài này nha, ví dụ nha, một cái bài nó cũ thiệt là cũ, như là You Raise Me Up, dạ, hay là những cái bài mà Linoni, quý vị sẽ thấy những cái bản gốc nó hát không liên quan gì hết, và qua cách của bào chế nó ra một cái bài hoàn toàn mới, một cái cách hát mới. Thì đó là tôi nghĩ rằng là đây không những chỉ là một cái người hát, một ca sĩ bình thường, mà cô ấy thật sự là một nghệ sĩ, một người tạo ra tác phẩm. Ok, câu hỏi nào khác không ạ? Chắc là trước tiên cho Hà chia sẻ tí nữa, trước khi mình đặt thêm câu hỏi nè, thì cho hỏi là thế lần này cũng là mình có mặt trong ba cô Hà, một trong ba cô Hà. Quý vị để ý là Việt Nam Hà nào hát cũng hay nha quý vị nha, Khánh Hà, Trần Thu Hà, Thanh Hà, Hồ Hồng Hà nha quý vị nha. Thì một trong ba cô Hà có mặt trong một cái show diễn mà tôi phải nói là chất lượng bản thân tôi cũng đang kỳ vọng rất là nhiều. Thì Hà cảm thấy thế nào? Đầu tiên là chào chị và xin chào mọi người. Hôm nay đáng lẽ là Hà không có kịp tới đây, nhưng vì Trấn Thành là một trong những người bạn và đặc biệt là cũng rất là trân trọng chương trình này và tất cả mọi người nữa, nên là đáng lẽ ra phi trường đi Hà Nội bây giờ, nhưng mà ghé qua đây một chút để chào tới nữ ca sĩ và tất cả mọi người. Hà ngay từ đầu khi mà Trấn Thành gửi lời mời thì Hà cũng rất là áp lực và lo, thực sự là như vậy, bởi vì toàn là những giọng ca không những hát hay mà gọi là những giọng ca khủng, nên mình thì cũng ất ơ một chút, thành ra là rất là lo lắng. Thế nhưng mà Hà nghĩ là mỗi một nghệ sĩ thì sẽ có những cái chất màu riêng, và vì vậy mà Trấn Thành cũng nói là Hà cũng nên tham gia với những cái bài hát mà Trấn Thành yêu cầu, và Hà sẽ tham dự trong buổi tối ngày hôm đấy. Và Hà nói thật là nếu mà sợ thì cũng không nên làm nghệ sĩ, nên là Hà cũng đã bước qua cái nỗi áp lực đấy của mình để tham dự với tư cách là một khách mời hồn nhiên nhất trong chương trình thôi, và cũng chắc là một trong những khách mời tuổi nghề sẽ không thể nào đọ lại với nữ ca sĩ ở đây cũng như là chị Khánh Hà và chị Trần Thu Hà, nên là mình cứ hát một cách hồn nhiên và đúng tinh thần của Hồ Hồng Hà nhất. Và như Hà đã nói thì Hà rất là vinh dự và cảm ơn Trấn Thành cũng như tất cả mọi người đã gửi lời mời cho Hà xuất hiện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị. Nói ra không biết là cả thế giới chúng tôi làm chương trình này dám có cái ông YJB này, ông là quản lý của bộ tại Việt Nam, ông tổ chức chương trình, em là cái người móc nối thôi. Tại vì tôi nói thiệt với quý vị, tôi là fan của cô này. Thì khi mà tôi có một cái bệnh tật là tôi nói quý vị là tôi yêu ai là tôi giúp đỡ, tôi yêu thương vô điều kiện. Đó, đây bạn tôi lôi vô luôn. Tôi bắt tài nợ đi. Đó, bạn tôi nói bắt tài nợ đi, số này giá trị lắm. Tại vì lâu lắm rồi có một cái số giá trị như vậy, làm đi cô Thị ơi, chỉ có cô Thị mới làm được thôi. Tôi bơm bản hồi cái bạn nói, ồ hay nó đúng rồi đó, giờ làm lên nữa. Nữa đó là, tôi quý vị bạn tôi ai tôi cũng yêu thương, và đặc biệt là những thần tượng tôi như thế này phải có những cái ưu ái đặc biệt, tại vì tôi quá quý cái bản hát này. Đây không phải là một phiên ngọc riêng của chị Hàn Quốc, mà là phiên ngọc của thế giới, thật sự đó là world class. Có câu hỏi nào khác nữa không ạ? Any question? Anh chị phải hỏi nữa có cái quay chứ nè. Ok, mời anh. Dạ em không hỏi là em hỏi thêm về cái phần mà trình diễn của So Hyang có kết hợp với lại nghệ sĩ Việt Nam trong chương trình này hay không, và có thể chia sẻ thêm một bí thêm về cái sự đầu tư những tiết mục mà đặc biệt trong chương trình. Sau này cảm ơn bạn. Thật sự ra thì nói như thế này, chúng ta sẽ tại vì thời gian như các bạn thấy là đến giờ thì cậu sắp xếp cho cô về từ tới đây thì không có thời gian tập nhiều, nên là họ chỉ hát chung với nhau một cái bài cuối thôi, một cái bài cuối chương trình thôi, một cái bài cho Christmas. Còn quan trọng hơn là sẽ có sự kết hợp của ba cái cô Hà giỏi nhất của Việt Nam là Khánh Hà, Trần Thu Hà, Hồ Hồng Hà sẽ hát một cái liên khúc đặc biệt ba Hà. Và quan trọng hơn hết nữa là đến với cái show này tôi muốn mọi người tập trung hoàn toàn vào giọng hát. Một đêm mà chúng ta chỉ chơi với âm thanh, giọng hát, ánh sáng của sân khấu, mọi thứ đều ấm cúng và tối giản nhất để chúng ta được nghe, enjoy nó, dành cho tất cả những người yêu nhạc thật sự. Thay vì mình phải lè lè, mình phải mang hàng ngàn của người ra, nào là múa, nào là dựng đèn, thả rèm, thả trướng đồ, thì chúng tôi không làm như vậy. Tôi muốn đây là cái đêm mà chúng ta đến đó để thưởng thức thật sự, nó hãy thực đơn giản nhất và ấm cúng nhất để quý vị ngồi, quý vị nghe từng nốt nhạc nó rót vào tay. Vậy cho Hà hỏi nhá. Vậy thì với một cái đêm nhạc mà chủ yếu là ngồi nghe như vậy thì tại sao mình không làm trong một cái khán phòng nhà hát mà mình lại đưa ra sân khấu năng lên vậy? Nói thật với quý vị là như này, là lúc đầu chúng tôi rất là muốn làm nhà hát. Và quý vị biết là cái dịp cuối năm ở Việt Nam không còn một cái nhà hát nào trống cả quý vị ạ. Chúng tôi đã liên hệ Hòa Bình, Bến Thành, rồi thậm chí rất là nhà hát thành phố thì là nhỏ quá, không có đủ cái số lượng vé để mà có thể mời mọi người đến. Chúng tôi làm đủ mọi cách, rồi cuối cùng là chúng tôi phải dừng lại ở Lan Anh là vì vừa đảm bảo được cái độ cái hoành tráng và cái số lượng người đến để nghe cô hát, thì chúng tôi cũng khá là hơi tiếc, đáng lẽ chúng tôi nên làm một cái nơi nó ấm hơn, nó gọn hơn một tí thì sẽ tốt. Nhưng mà dĩ nhiên không gì như chúng ta mong đợi, và thử thách sẽ giúp chúng ta thành công. Có câu hỏi nào cho chị So Hyang không ạ? Em có một câu hỏi cho chị So Hyang là lần trước khi mà chị về Việt Nam tham gia trong show của chị Thu Minh á, thì đã có một phần kết hợp với chị Thu Minh, thì không biết là cảm xúc của chị khi song ca với một ca sĩ Việt mà cũng rất là tài năng nội lực như vậy thì là như thế nào, và tại sao lần này thì show không thấy có sự tham gia của chị Minh? Câu hỏi thứ hai là không biết là anh Trấn Thành trong cái show này thì có một bài song ca nào hay không, hay là anh Trấn Thành chỉ làm MC thôi? Tại vì thấy cái show chị anh Trấn Thành cũng hay hát. Dạ. 네, 저는 문제는 언니 그 소영 봤을 때 투민 베트남 투민 사수들 같이 콜라보했어요. 또 그때는 어떤 감상을 어떻게 될까요? 베트남 가수가 같이 한국을 어떻게 소감을 어떻게 하는지, 그리고 두 번째는 왜 이번 콘서트에서 투민 안 올 수가 없는지 그 알아들이 있으니까 뭐. 세 번째 질문은 천당이 그 날에 콘서트 서원장만 하는 거예요? 아니면 노래 부른 거예요? 천당이. 네. 일단 그때 투밍이랑 듀엣을 했을 때 되게 놀랐었어요. 노래를 이렇게 잘하시는 분들이. 그리고 더 많이 만들어보고 싶다, 더 많이 해보고 싶다라는 생각이 들었었어요. 이번에 왜 투민 씨가 안 온지는 저도 궁금해요. 타한테 물어보고 싶어요. 근데 보고 싶어요. 왜냐면 그때 굉장히 되게 나이스하게 저한테 해주셨고, 그리고 이제 사실은 그분을 위해서 많이 기도를 하고 있었거든요. 그래서 이번에 못 봐서 되게 아쉽다는 말씀 드리고 싶네요. 세 번째 질문은 네. Quý vị thấy trả lời hay không? Hay. Cuộc đời tôi mới dẫn vào gặp cô Hàn Quốc nói chuyện cũng hay, bữa nay nghe cũng hay. Nghe. Dạ rồi đó. Chị So Hyang cũng nói là lần đầu tiên mà khi kết hợp với chị Thu Minh á, thì chị So Hyang cảm thấy rất là giật mình, hoặc là không ngờ là ở Việt Nam là cũng có được những cái danh ca gọi là cũng đẳng cấp như vậy, và chị cảm thấy rất là kỳ diệu và hạnh phúc khi mà được kết hợp với chị Thu Minh, và chị mong muốn hơn nhiều cái tiết mục kết hợp với lại ca sĩ Việt Nam hơn nữa. Và cái câu hỏi thứ hai là chị cũng thắc mắc là tại sao chị Thu Minh không tới được, chắc là phải hỏi anh Thành. Nói chung là chị cũng muốn gửi chị So Hyang cũng muốn gửi cho chị Thu Minh lời chào, và cũng là cảm thấy rất là tiếc khi mà lần này là chị Thu Minh không thể tới được cái concert lần này. 그리고 아까 제가 이렇게 프리뷰에서 봤는데 여기 이분도 그렇고 또 다른 분도 그렇고 정말 노래를 너무 잘하시는 거예요. 그래서 제가 되게 긴장이 되고 나 이번에 잘해야겠다 막 이런 생각이 들거든요. 네, 그래서 이번에 제가 좀 잘했으면 열심히 준비해보도록 하겠다는 말씀을 여러분들이 드리고 싶네요. 이제 너무 잘하세요, 진짜로. 그래서 진짜 와, 깜짝 놀랐어요. Và khi mà đã mà chị So Hyang coi được cái trailer của concert đó thì chị cảm thấy rất là mình, vì chị Hà và những cái nghệ sĩ đó là gọi là cũng rất là giỏi, rất là hay và đẳng cấp của Việt Nam, thì chị cũng rất là áp lực và lo lắng, nên là chị chắc là phải hát tốt hơn nữa và chị sẽ cố gắng tập luyện thật là nhiều để chuẩn bị cho concert lần này. Mọi người đón xem nhé. Hát tốt hơn nữa chắc ban rồi. Bình thường là tốt lắm rồi, bữa nay tốt hơn nữa. Tốt hơn nữa là tôi bảo số. So is that like you are here, but if you gonna sing it better, just sing it quick. No, I heard your like voice. I heard your voice is like so beautiful, and you're beautiful. And I'm so excited to like have a concert with these people. Like, you know, I'm so honored. Thank you. Yeah. Quý vị thân mến, là tại vì thế này, thật sự ra mà nói thì ban tổ chức như YJB đã cũng nói thật sự là anh muốn có sau cái lần mà hát với chị Thu Minh là đã tạo được một cái hiệu ứng khá là tốt giữa sự kết hợp truyền hàng, nên anh muốn là có được nhiều hơn nữa những cái sự kết hợp giữa chị So Hyang với một số những ca sĩ ở Việt Nam nhiều hơn. Thật sự mà nói thì chúng tôi không lúc này là nó ngoài dự kiến đó, chúng tôi có thể về sớm hơn, thậm chí là So Hyang đã nhận lời mời cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tức là đã nhận được cái lời mời, đáng lẽ cô sẽ có mặt để hát cái đêm đó, nhưng mà cuối cùng vì cái một số những vấn đề cuối cùng phát sinh là cô không có manage thời gian, cũng có thể bay về kịp, nên chúng tôi miss rất là nhiều thứ. Đáng lẽ là sẽ có hát song ca được với lại Tuấn Ngọc, nhưng mà để xem là chúng tôi cũng đủ thời gian hay không. Tất cả sẽ là sự hứa hẹn để đặc biệt quý vị đến xem, quý vị sẽ biết. Và hy vọng rằng là sẽ có sự kết hợp của So Hyang với nhiều ca sĩ Việt Nam hơn. Còn riêng Trấn Thành có song ca hay không thì thưa quý vị, tôi không ngu dài gì để mang nhũng. Còn nghiệp tôi hãy để tôi bình an, tôi làm MC, tôi dẫn chương trình cho quý vị xem để cười, để enjoy, đúng không ạ? Xem nhạc nhiều quá, có một cái đứa nó ra nó quậy, nó enjoy làm cho cái show nó mềm lại để cho mọi thứ nó được vui vẻ hơn. Chứ tôi với cổ song ca rồi, các quý vị đừng tưởng nhé. 이번에 콘서트를 할 때 투민 씨를 초대 못한 게 너무 아쉽지만 사실은 소영 씨한테도 다른 더 좋은 가수들하고 같이 할 수 있는 기회를 좀 주고 싶었어요. 그래서 한번 같이 노래를 한 가수보다는 또 다른 멋진 가수들과 같이 공연할 수 있게 전 타인하고 같이 저희가 기획을 했어요. Thì bên phía đại diện nhà sản xuất có nói rằng đó thì lần trước là chị So Hyang đã kết hợp với lại là chị Thu Minh rồi, thì ngoài ra là mong muốn là chị So Hyang có thể kết hợp với nhiều ca sĩ hơn nữa. Thì đầu tiên là rất là tiếc vì cảm thấy không thể không mời được chị Thu Minh, thì em nghĩ là chắc hôm đó là chị Thu Minh cũng có thể tới dự được. Thì Jimin muốn là bên sản xuất mà muốn sau này là chị So Hyang có thể kết hợp được thật nhiều với ca sĩ Việt Nam nữa, chứ không phải là chỉ một hai người, nên nâng tầm đẳng cấp của ca sĩ cũng như là cũng phối hợp văn hóa của hai nước là Việt Hàn. Thank you. Quý vị sẽ thấy là bài duet của Trấn Thành với So Hyang Coming Soon. Tụi tôi hát là One Hit Day luôn chứ không có hát bình thường. Quý vị biết bài Nàng Tiên Cá không? Chúng tôi. Dạ.